Tại hội thảo quốc tế chuyên đề rối loạn tim mạch chuyển hóa trong thực hành lâm sàng được tổ chức vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia cảnh báo nhiều người Việt Nam đang đối mặt với các bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường do lạm dụng đường hóa học trong thực phẩm. Theo các chuyên gia, đường lỏng HFCS hay còn gọi là siro ngô, đường bắp, giàu fructose, loại đường được sản xuất từ tinh bột bắp, có độ ngọt gấp 1,1 đến 1,3 lần so với đường trắng. Tuy rất được ưa chuộng trong chế biến thức ăn nhanh, thực phẩm đóng chai, nhưng thực sự nguy hại với sức khỏe con người. Rất nguy hiểm cho sức khỏe mọi người. Nhiều nước trên thế giới nghiêm cấm sử dụng dạng đường này vì trong khi đường mía có thành phần cố định 50% gluco, 50% fructo, thì trong HFCS của nhà sản xuất có thể chủ động tăng tỷ lệ fructo này lên tới 55, 65, thậm chí là 90% theo yêu cầu. Dùng đường nhiều thì sẽ dự trữ đường ở gan nhiều và tăng chuyển hóa thành chất béo. Cái thứ hai là khi mình sử dụng đường này, nó có thể gây làm nó đối với những cái người mà có cái vấn đề về tiền căn gia đình đái tháo đường này kia đó, thì khi sử dụng như vậy thì sẽ gia tăng cái nguy cơ đề kháng insulin và gia tăng cái nguy cơ bị mắc đái tháo đường. Cái thứ ba là các cái một số cái bệnh lý chuyển hóa khác, ví dụ như là bệnh lý béo phì. Béo phì khi mình sử dụng nhiều chất đường thì có thể là gia tăng nguy cơ béo phì. Ngoài ra, hóa chất sử dụng trong quá trình thủy phân bắp để tạo ra đường có loại không an toàn cho người sử dụng. Đường thuộc dạng lỏng sẽ khó bảo quản khi vận chuyển, lưu thông cũng như cất trữ, dễ nhiễm vi sinh vật. Để bảo vệ mình, người tiêu dùng cần tập thói quen xem kỹ thành phần trước khi sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn. Mặt khác, tuy là căn bệnh nguy hiểm, nhưng đái tháo đường lại hoàn toàn có thể phòng ngừa hay hạn chế tổn thương khi được chẩn đoán và điều trị sớm.